vô trạm thu phí cầu Rạch Miễu, cầu Nghĩa Văn gọi là dài nhất số 1 Việt Nam. Ok, vô ngã tư huyện nè, dừng xe ngã tư huyện nè, rồi tới luôn nè, đi làng ETC luôn nha. ETC là nhanh nhanh nhất. Đó, hai làng thu phí tự động không bán vé. Nhưng mà làng trong lúc nào cũng nhanh hơn mọi người, nếu mà đi đó có nhé, thu phí tự động thì đi làng trong đi cho nó ổn định, làng trong cùng luôn. Hướng dẫn dán ETC tự động thì mình có video hướng dẫn rồi. Này không cầm để đây là bị mấy đường nè. Ở trên kênh YouTube của mình luôn. Ừ, hãy coi ha. Này chiếc xe trong nè. Cái xe hả? Cái gì? Tự động. Nó xích vô trong xác rẹt ta sao coi. Nói rồi mẹ cầm cho không chịu. Hơi đông xe. À nhưng mà thấy thấy cái làn trong cùng mình lúc nào cũng đi cũng nhanh. À. Sớm nên cầu Rạch Miễu không kẹt xe nha mọi người. Để đặc sản kẹt xe 14:42. Rồi còn Miễu chưa thấy gì hết. Rồi Miễu 2
còn Mỹ Thuận 2 đã thấy được cái móng rồi. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Chí Trên Dừa và xin tiếng nhé, bye.